Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính. Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu bầu các chức danh chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đề xuất thu hồi đất vi phạm trên núi Thị Vải. Những chiến sĩ trẻ trên mặt trận đấu tranh với kẻ buôn chết trắng. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay là những thông tin về các hoạt động thăm hỏi chúc mừng 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 tại các địa phương trong tỉnh. Trong không khí thân mật với tập thể cán bộ viên chức tổ truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hội Đất Đỏ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể phóng viên, biên tập, quay phim của tổ. Lãnh đạo Hội Đất Đỏ mong muốn tập thể tổ truyền thanh tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời, chính xác là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, từ đó góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Ông Phạm Thành Trung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc đã có buổi thăm và chúc mừng tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những thành tích của trung tâm nói chung, tổ truyền thanh nói riêng trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân. Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, mặc dù phải tác nghiệp trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng các phóng viên tổ truyền thông của trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đại hội đảng các cấp. Đến thăm tổ thông tin tuyên truyền thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Điền nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền, gửi lời chúc sức khỏe đến các cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập. Bí thư Huyện ủy khẳng định, những kết quả của huyện Long Điền đạt được luôn có sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị báo chí trong công tác thông tin, định hướng dư luận. Ông Lê Ngọc Linh mong muốn thời gian tới, tổ thông tin tuyên truyền tiếp tục bám sát thực tiễn của địa phương, thông tin phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, góp phần đưa huyện Long Điền ngày càng phát triển. Chuyển sang thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất, nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử, thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu quyết thông qua các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố và các chức danh chủ chốt Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Vũng Tàu tham dự kỳ họp. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử thành phố cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn đã diễn ra an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân. Kết quả, 99,63% cử tri thành phố Vũng Tàu đã đi bầu và bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 35 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu, 392 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần theo quy định. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vũng Tàu được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 6, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 7. Ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình chung cũng như tình hình địa phương có những thuận lợi, song cũng có rất nhiều những khó khăn, thách thức đan xen. Tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt sẽ tập trung giải quyết ngay các vấn đề bức xúc của thành phố, mà đặc biệt là những vấn đề các cấp, các ngành và nhân dân lo lắng, quan tâm.
đó là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai các dự án, tình trạng xây dựng không phép, trái phép, phá vỡ quy hoạch, các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, các khu tái định cư, vấn đề an sinh, xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Kỳ họp cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu, thông qua tờ trình và biểu quyết nghị quyết về thành lập tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua tờ trình và biểu quyết nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu trong năm 2021. Các đại biểu cũng bầu đoàn hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu gồm 30 thành viên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, cơ chế chính sách, rà soát các quỹ đất công để lập dự án trồng cây xanh, đầu tư phát triển cây xanh, mảng xanh, huy động các nguồn vốn cũng như vận động người dân có đất quy hoạch cây xanh, xây dựng các vườn ươm giống cây xanh, cây cảnh, cây hoa, triển khai các công trình trọng tâm trong kế hoạch phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu. Đây là giải pháp được thành phố Vũng Tàu tập trung triển khai khi thực hiện đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án phát triển cây xanh thành phố Vũng Tàu đến năm 2050 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê duyệt nhằm hiện thực hóa chương trình phát động trồng 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề án được chia 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025 sẽ trồng 100 hectare đất cây xanh công cộng đô thị. Giai đoạn 2036-2050 sẽ trồng trên 208 hectare đất cây xanh công cộng đô thị. Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Vũng Tàu sẽ cải tạo thay thế cây xanh kém phát triển, cây không đúng chủng loại theo quy hoạch trên các tuyến đường, công viên và khu dân cư hiện hữu, đầu tư xây dựng phát triển công viên mảng xanh, cải tạo nâng cấp rừng núi lớn, núi nhỏ, đồng thời xây dựng đề án xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị, lập quy hoạch xây dựng chi tiết công viên rừng núi lớn, núi nhỏ và lập dự án điều chỉnh đầu tư cải tạo phát triển rừng ngập mặn Phước Cơ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tiêu thụ một số loại thủy sản đặc sản của bà con nông dân trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Vũng Tàu triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các hộ nuôi khắc phục khó khăn về vốn. Ông Danh Hòa, ngụ tại thôn 9, đã có 10 năm nuôi hào tại xã Long Sơn, với diện tích nuôi khoảng gần 500 mét vuông mặt nước. Những năm trước, sau khi trừ chi phí, ông Hòa thu được gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát năm 2020 đến nay, đầu ra của Hào gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập gia đình. Hiện tại, số tiền vay năm trước chưa trả được, nhưng giờ Hào không có đầu ra, cũng đồng nghĩa với việc ông Hòa không có vốn tái đầu tư sản xuất. Trước tình hình này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Vũng Tàu đã triển khai chính sách hỗ trợ vốn cho ngư dân, và ông Hòa vừa được giải ngân 50 triệu đồng. Không có vốn, mới mượn được ít á. Rồi thả, nói chung là mới đây mình chưa có thu được, trong dịch bệnh nó chưa có bán được thôi. Còn đợt này về cái mình thả bung ra thêm. Hiện nay trên địa bàn xã Long Sơn có 630 hộ nuôi hào và hơn 270 hộ nuôi cá lồng bè và tôm hùm. Trong số này có khoảng 70% hộ nuôi có sản phẩm đến kỳ thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua hoặc thu mua với giá thấp, chỉ khoảng một nửa so với trước khi có dịch. Theo xã Long Sơn, tính đến giữa tháng 6 năm 2021, ước tổng sản lượng cá nuôi lồng bè chưa bán được trên 100 tấn, hào 1.400 tấn, tôm hùm tre 12 tấn. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể nhận cho vay ủy thác, rà soát các khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đề xuất với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Vũng Tàu có giải pháp hỗ trợ hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã. Đề xuất này đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố chấp thuận. Xem xét những cái hộ mà đã đến hạn thì xem xét có thì bị ảnh hưởng dịch COVID-19 này thì ngân hàng cách là gia hạn nợ, kéo dài thời gian gia hạn nợ cho họ, hoặc là tái nâng mức đầu tư để cho họ để có bồi vốn để mua con giống để phát triển. Để việc triển khai hỗ trợ hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng,
các tổ dây vốn ở xã Long Sơn đã khảo sát thực tế, sau đó tổ chức bình xét và lập danh sách cụ thể, qua đó giúp người dân có điều kiện tái sản xuất để giảm bớt khó khăn, đồng thời trả nợ đúng quy định của ngân hàng. Bên tổ với hội với lại trưởng thôn là chứng kiến để bình xét cho vay, rồi trình bên ủy ban rồi đưa xuống là ngân hàng chính sách xã hội để được vay vốn. Theo số liệu của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Vũng Tàu, từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Giao dịch đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và dây vốn, xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, cho dây bổ sung vốn để giúp 560 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nuôi hào, cá với tổng số tiền gần 27,2 tỷ đồng, giúp người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 20 tháng 6, tổng dư nợ cho dây tại phòng giao dịch đạt 110,7 tỷ đồng, với 2.730 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dây vốn, trong đó cho dây để nuôi trồng thủy sản chiếm gần 50% tổng dư nợ. Mời quý vị cùng đến với thông tin tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền vừa tổ chức hội nghị giao ban tuần công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Long Điền, hiện nay 249 người cách ly tại trung đoàn Minh Đạm đã cho kết quả âm tính và trở về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. 97 trường hợp F2 và 148 trường hợp F3 đều chấp hành tốt quy định cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Trung tâm Y tế huyện đang điều trị cho 31 bệnh nhân mắc COVID-19. 1.261 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Toàn huyện có 585 tổ COVID-19 cộng đồng. Công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư cần thiết cho hai khu cách ly tạm thời tại trường tiểu học Cao Văn Ngọc, xã Ngãi và trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đông Hải đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận. Trong tuần qua, huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ COVID cộng đồng. Các xã thị trấn đã tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch theo văn bản số 6006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp giao ban tuần phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo tỉnh và huyện Long Điền yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, huyện và các xã thị trấn tiếp tục cập nhật và triển khai nhanh, kịp thời các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của các cấp. Tập trung trong công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, tiếp tục tổ chức tiêm vaccine cho các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, doanh nghiệp xây dựng kịch bản phòng chống dịch phù hợp với thực tế của đơn vị. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc núi Thị Vải ở thị xã Phú Mỹ bị đào bới, san gạt đất đá, chưa xin phép cơ quan chức năng mà chúng tôi đã nhiều lần đưa tin. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết, thị xã đã có cuộc họp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân các phường Tân Phước và phường Phú Mỹ bàn phương án xử lý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xem xét nguyên nhân vi phạm, xử lý vi phạm hành chính những trường hợp đào bới, san gạt đất đá trên núi Thị Vải để cải tạo mặt bằng nhưng chưa xin phép cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện đo vẽ hiện trạng đất để xác định mục đích sử dụng đất. Sau khi kiểm tra xác minh nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, buộc các cá nhân sử dụng đất phải khôi phục hiện trạng và tính đến hình thức xử phạt cao nhất là thu hồi đất. Trước đó, vào các ngày 12, 16 và 19 tháng 6, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận các khu vực giáp chân núi Thị Vải có hiện tượng đào bới, cải tạo mặt bằng, không đúng mục đích sử dụng đất. Chẻ đá, số lượng đá thành phẩm khoảng 5.000 viên và hai hồ cảnh quan, mỗi hồ rộng khoảng 200 mét vuông. Phần cuối chương trình Hòa nhịp phát triển là những thông tin ghi nhận về lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Bình Ba, Sơn Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn nhà nghĩa tình quân dân. Hai căn nhà khởi công xây dựng cho gia đình ông Lê Văn Chiến, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình và gia đình ông Võ Ngọc Phương, ấp Suối Lấp, xã Bình Ba đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng do chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Minh Tiến và công ty Hưng Phát tài trợ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự các xã Bình Ba, Sơn Bình còn cử lực lượng dân quân tham gia đóng góp ngày công nhằm giúp hai gia đình giảm chi phí xây dựng. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 7 năm 2021.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Xây, thành phố Bà Rịa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình quân dân cho gia đình bà Lê Thị Khỏe, ngụ tại ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được khởi công xây dựng trên nền đất của gia đình bà Lê Thị Khỏe có diện tích 60m², kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng chi phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Xây hỗ trợ 80 triệu đồng. Các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa hỗ trợ 20 triệu đồng. Phần còn lại 50 triệu đồng do người thân trong gia đình hỗ trợ. Dự kiến căn nhà này sẽ hoàn thành và bàn giao vào đầu tháng 9 năm 2021, giúp gia đình bà Khỏe an cư lạc nghiệp. Thưa quý vị, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt 809 vụ, 1.224 đối tượng mua bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Có thể nói, đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là cuộc chiến cam go, quyết liệt, mà còn thử thách lòng can đảm của mỗi chiến sĩ trên trận tuyến không khoan nhượng với những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với những cán bộ chiến sĩ trẻ tại Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đứng chân tại thành phố Bà Rịa. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2015, Nguyễn Văn Luân được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát Kinh tế Ma túy, Công an huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tháng 3 năm 2017, anh được điều động về Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tinh thông nghiệp vụ, nên gần 5 năm công tác, Đại úy Luân đã đóng góp công sức phá 4 chuyên án ma túy và trên 60 vụ án ma túy, được bổ nhiệm Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm ma túy. Công tác đấu tranh và truy bắt với các đối tượng này thì thường gặp nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân, thì bản thân luôn cố gắng phấn đấu, kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi với loại tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thì góp phần đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Mơ ước được trở thành công an để bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người, nên ngay từ bé, Mai Văn Hiệu đã nỗ lực học tập rèn luyện để được vào ngành công an. Năm 2009, anh tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, rồi được phân công về Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gần 12 năm công tác, Đại úy Mai Văn Hiệu đã cùng đồng đội phá trên 10 chuyên án, gần 300 vụ án về ma túy. Trong đó có những chuyên án phải ròng rã hàng tháng trời đeo bám đối tượng tại nhiều tỉnh thành để truy bắt tận gốc các đối tượng cầm đầu nguy hiểm. Mỗi lần thành công thì anh em thật sự là ai cũng rất là vui mừng đó. Vui vì mình đã hoàn thành được, thứ nhất là cái công việc của mình đặt ra lúc đầu á. Thứ hai là mình cũng cảm thấy vui cho quần chúng nhân dân vì đã bớt được giảm được cái tội phạm gây cho xã hội. Thế là những đối tượng đó thường đối tượng mua bán lớn, nó tầm ảnh hưởng đến những đối tượng đến xã hội rất là lớn. Đại úy Nguyễn Văn Luân và Đại úy Mai Văn Hiệu chỉ là hai trong số rất nhiều cán bộ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn là những hạt giống thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Bởi tội phạm ma túy luôn đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng chống trả một mất một còn với lực lượng chức năng, nên chỉ một hành động sai lầm trong điều tra truy bắt không những ảnh hưởng đến sự thành bại của cả chuyên án mà có thể trả giá bằng chính sự an nguy của mình và đồng đội. Nguy hiểm là thế, nhưng chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triệt phá thành công 170 vụ, 175 đối tượng, xác lập và đấu tranh, triệt xóa thành công 7 chuyên án, bắt giữ 23 đối tượng. Các đồng chí đã trực tiếp đấu tranh với tội phạm về ma túy. Trong quá trình đấu tranh tội phạm ma túy thì luôn luôn là phải đấu tranh hết mình, không khoan nhượng với tội phạm. Tuy nhiên cũng luôn luôn nhắc nhở đồng chí đồng đội, trong đấu tranh tội phạm ma túy có nhiều cái nguy hiểm, có nhiều cái khó khăn thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp để bảo vệ mình. Trước hết là phải giữ an toàn về sức khỏe, về tính mạng cho anh em, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Mỗi tấm huy chương, bằng khen, giấy khen là sự ghi nhận nỗ lực của cả một tập thể. Song cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy tiếp tục dấn thân để cùng các lực lượng khác bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.